Ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em xin giới thiệu với anh em mình là một cặp Lobo 301 CD3. Thì cặp này em vừa về tới nha anh em. Và bây giờ thì em sẽ test và em quay chi tiết về góc cạnh thùng và trước sau của lo cho anh em mình xem nha. Thì trước em có đăng mấy đôi CD3 thì đã được anh em mình ủng hộ hết rồi. Thì hôm nay em mới vừa cập bến về thêm một đôi thì em sẽ quay chi tiết về thùng lo và em test chất âm để gửi tới với anh em mình nha. Tại vì một cặp lo này thì giá trị nó cũng cao ha, cũng hơn 10 triệu. Cho nên là em sẽ làm một cái clip chi tiết, em quay, em test chất âm và em quay tất cả các góc cạnh và thùng vách của loa. Thì đôi này về trong tình trạng là đẹp xuất sắc nha. Và bây giờ thì em sẽ tháo dây căng ra cho anh em mình xem mặt loa và sau đó thì em sẽ test chất âm. Hàng thì lưới đẹp xuất sắc nha anh em, lưới thì cũng không có dấu hiệu lủng rách hay là bị xấu gì ha. Đẹp xuất sắc ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em và anh em mình xem kênh, nhớ nhận cho em xin một like nha và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái món đồ mà em sưu tầm nha. Đây là hình thức mặt loa ha, thì em đã tháo căng ra rồi nha. Đó, anh em mình xem căng ha. Tất cả mọi thứ là zin đẹp nha, nó không có bị tì vết gì. Nói chung là đẹp, cặp này nó đẹp hơn 95% nha anh em. Đó. Dây căng thì anh em mình nhìn mấy cái cạnh này thì đã biết hàng xịn hay không rồi ha. Đó. Rồi ok. Và bây giờ thì em sẽ lên nhạc nha. Dây căng thì đẹp rồi. Thì tuyến lo tất cả là zin 100%, zin từ lo chép tới lo bass và zin cả gân lo bass luôn nha anh em. Tại hàng này là hàng em tuyển chọn, hàng đấu mạng về cho nên là hình thức là đẹp xuất sắc. Xin mời anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc nha. Và nhạc này thì em test trên một cái con đẩy QSC 370 ha. Con đẩy QSC 370 này đánh cái cặp lo này cực kỳ tốt luôn anh em và cho ra một cái tiếng bass rất là chắc, gọn và lực nha. Nó con QSC này nó chạy 8 con sò sắt, đủ công suất để mà đánh tốt cặp lo này cho cái tiếng bass nó căng tròn nha anh em. Và một cái con lọc Kenwood ha, GE76, con lọc này trị giá là 5 triệu đồng, hàng đẹp xuất sắc nha, đẹp keng. Và con đẩy QSC USA 370 này giá là 4 triệu 500 ngàn và con lọc là giá là 5 triệu nha. Còn cặp lo một tí nữa em sẽ quay chi tiết thùng vách tất cả rồi em sẽ báo giá cho anh em mình luôn ha. Dẫu còn anh trắng tay, đâu dám treo cao tỏ bay cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đậu anh cuối sông tương. Biết em không mang dẫu sang chồng con mình mãi sau, ai không tìm dễ quý cao sang. Đêm đêm trắng ngủ được im, thao thức chờ chăn gắn lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà sao xa, em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh. Công danh dở dần, thưa với mẹ cha đến dặm hồi nay. Cuối xin trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông. Dẫu còn anh trắng tay, đâu dám treo cao tỏ bay cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đậu anh cuối sông tương. Biết em
em không mặc giàu sang gấm hoa, nhưng áo mặc sao khỏi đâu được nàng. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mãi sau, ai không tìm dễ quý cao sang. Góc máy này anh em mình sẽ xem được cận cảnh của cặp loa hơn nha anh em. Đó, thì về hàng nó quá là đẹp đi, cho nên là những cái vết bụi nó dính ngay trong này nè, em cũng chưa có lau chùi luôn nha anh em. Đó, nếu như mà em lau chùi sẵn thì nó quá là đẹp ha, sẽ khiến cho anh em mình nghi ngờ. Đó, thì hàng về nói chung là em đã tuyển lựa hàng xuất sắc rồi, vì đây là một cái cặp loa đấu mạng về, cho nên là hình thức và chất âm thì anh em mình khỏi chê nha. Đó, tuyệt vời cho anh em mình luôn ha. Hàng thì em cam kết là zin nguyên bản và đúng logo 301 CD3, hàng Mỹ xịn nha anh em. Con này thì được sử dụng là bát 20, gân là gân zin theo lo nha. Gân này thì chưa có mục và lỗ hơi thì được nằm một cái đường thẳng ở phía dưới nha anh em. Và ở trên thì hãng sử dụng là hai con lo chép giấy, đường kính là 8 xăng ha. Thì tuy là chép giấy thôi nhưng mà dòng chép bô này thì nó hay nhất nhì trong tất cả các hãng loa mà có thể sản xuất được những con loa chép giấy mà tiếng nó sắc bén và nó trong trẻo như thế này nha anh em. Dòng loa chép giấy của Bô thì quá là tuyệt vời. Với cặp loa này thì anh em mình có thể sử dụng để mà nghe nhạc và karaoke đều hay nha. Thì anh em mình muốn karaoke thì nên ghép vào những con amply hoặc là những con men đẩy gia đình có công suất tốt một tí để cho ra được cái tiếng bass căng tròn nha. Đó. Và những cái cặp loa này thì tiếng trung và tiếng chép thì tuyệt vời ha. Đó, tiếng chép thì rất là tơi nhuyễn và tiếng trung thì rất là ngọt ngào. Thùng vách đây anh em nha, em có thể quay xung quanh cho anh em mình xem. Đó, đây là mặt dưới nha anh em, đây là mặt dưới của thùng. Nhưng mà anh em mình nhìn cái mặt dưới mà nó đẹp như thế này thì anh em mình cứ yên tâm nha. Đây là mặt dưới của thùng nha, đó, anh em mình có thể thấy. Và đây là mặt sau ha, mặt sau của thùng đây. Đó, vuông thành sắc cạnh cho anh em mình nha, cực kỳ đẹp luôn. Bụi thì chỉ có một vài hộp li ti thôi ha. Đó, và đây là mặt trên nha anh em, mặt trên. Hàng về thì nói chung là dính đâu chút bụi, em cũng chưa lau chùi vệ sinh để cho anh em mình xem luôn ha. Đó, nhập những cái hàng đẹp như thế này về bán khỏe lắm anh em, mà chỉ cần về đăng giới thiệu thôi ha, hàng nó đẹp sẵn rồi. Rồi ok, để em quay cái chiếc bên đây cho anh em mình xem nha. Đó, rốn lo tất cả mọi thứ là đẹp xuất sắc nha anh em, chưa có tì vết gì. Và màn lo thì cực đẹp nha, màn lo thì được một cái màu ánh tím cực kỳ mới và đẹp luôn. Thì cặp này em để cho anh em mình giá cũng rất là hợp lý luôn nha, giá cực kỳ tốt cho anh em mình chơi ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đây, Bô 301 CD3 nha. Đó, đây là thùng phách của cái chiếc còn lại nha anh em. Đó, anh em mình có thể xem. Đây, rồi ok, thì em đã quay chi tiết rồi ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Thì với cặp loa 301 CD3 hàng đẹp xuất sắc như thế này ha, thì trên clip em đang quay thì em bán cho anh em mình với mức giá là 12.800.000 nha anh em. Cặp loa Bô 301 CD3 này với hình thức là đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, zin cả gân, giá là 12.800.000 cho anh em mình. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Và nhạc nền thì em cũng đang test luôn nha. Nói em đang test trên cặp loa này luôn để cho anh em mình có thể nghe được tốt hơn ha. Và bây giờ thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và
hẹn gặp lại.